Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 2 năm 2024 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin là phần dự báo thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Khu vực miền Đông, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 12 đến 24 độ. Khu vực miền Tây và thành phố Hạ Long, nhiệt độ cao hơn một chút so với khu vực miền Đông, phổ biến từ 13 đến 25 độ. Đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ giao động từ 16 đến 23 độ. Mặc dù vẫn còn rét về đêm và sáng, tuy nhiên trời không mưa và có nắng nên rất thuận tiện cho các hoạt động du xuân của người dân. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Dự báo trong đêm nay và sáng mai, sương mù xuất hiện nhiều nơi tại Bắc Bộ, Tuy nhiên mưa chưa xảy ra, nếu có cũng chỉ xuất hiện vài nơi với lượng không đáng kể, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 13 cho tới 15 độ. Từ trưa mai, trời bắt đầu hưởng nắng nên nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 22 đến 25 độ. Với các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, trong đêm nay và ngày mai trời nhiều mây, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có sương mù xuất hiện trong thời điểm ban sớm, trời rét về đêm và sáng. Trong khi đó thì từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi có mưa nhỏ rải rác. Còn các tỉnh Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận trời có mây thay đổi, trưa chiều có nắng yếu, nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 28 tới 31 độ. Vùng cao Tây Nguyên ngày mai có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 cho tới 30 độ. Riêng thành phố Đà Lạt với ảnh hưởng của điều kiện địa hình nên nhiệt độ thấp hơn hẳn, trời lạnh trong ngày và khá rét về đêm và sáng sớm. Tại Nam Bộ, ngày mai trời nắng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 tới 34 độ. Thời tiết tại các tỉnh thành phía Nam duy trì ổn định và thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí của người dân trong ngày mùng 4 Tết. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biển động mạnh. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc biển Đông, khu vực Nam biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động. Vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Từ đêm 13 tháng 2, gió ở các vùng biển trên giảm dần, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do so gió mạnh trên biển cấp 2.